Sáng ngày 8 tháng 6, tại văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu 7, Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, thay mặt lực lượng vũ trang quân khu tặng những sản phẩm tăng gia sản xuất, hỗ trợ người dân trong các điểm cách ly tập trung trên địa bàn hai quận. 5.000 kg rau xanh, 8.000 quả trứng là sản phẩm tăng gia sản xuất của các trồng khó khăn đã xuất hiện nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa để mọi người thêm tin yêu hơn nữa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình. Trên địa bàn quận Phú Nhuận hiện nay là có 5 phường là đang là khu cách ly phong tỏa tạm thời, thì trong đó có trên là khoảng là 700 là hộ dân là hiện nay đang trong cái khu vực này. Hôm nay thì cũng nhận được những món quà rất là có ý nghĩa của lực lượng là vũ trang của anh em cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 5 bộ binh thuộc là của quân khu 7, là chúng tôi không biết nói gì hơn là cũng rất là cảm ơn tất cả các anh và các đồng chí đã rất quan tâm kịp thời đến cho người dân. Các chiến sĩ sư đoàn 5 cùng với các chiến sĩ dân quân ở quận nhanh chóng chuyển hàng hỗ trợ về các điểm cách ly tập trung do dịch Covid-19 ở quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp. Tấm lòng của người chiến sĩ sư đoàn 5 lại tỏa sáng trong đại dịch. Những món quà thật ý nghĩa trong mùa dịch này, đó không chỉ là tình cảm mà còn là kết quả của những ngày vất vả chăm sóc của bộ đội gửi đến bà con vùng dịch. Với những sản phẩm tăng gia sản xuất đến với bà con vùng dịch, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ sư đoàn đối với nhân dân. Cán bộ chiến sĩ sư đoàn 5 sẽ luôn đồng hành và tiếp sức cho nhân dân cùng cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19. Sư đoàn 5 quân khu 7 là đơn vị sẵn sàng chiến đấu, nhưng ngoài ra thì cũng có là lực lượng chức năng tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Đây là cái tấm lòng của cán bộ chiến sĩ từ sản phẩm tăng gia sản xuất để đi hỗ trợ nhân dân, bà con cũng như các vị chính quyền địa phương để phục vụ phòng chống dịch cũng như phục vụ giãn cách xã hội trong cái thời gian cao điểm của thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Quân đội nhân dân không chỉ là một đội quân chiến đấu mà còn là đội quân công tác và lao động sản xuất. Chính vì vậy, những sản phẩm tăng gia từ đôi bàn tay của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 5 đến với người dân trong mùa dịch thể hiện tinh thần quân dân cả nước chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn.